Đây giờ Thi Kiệt sẽ đi quay cái nghĩa địa kìa. Xung quanh đây là toàn là đồng ruộng rồi. Đây khám phá cái nghĩa địa ngay đây. Nghĩa địa này cũng lâu rồi không rồi. Đây đó là cái nhà, đây nghĩa địa nè. Lâu không rồi. Nghĩa địa đây hầu như là người ta giờ không còn trông nữa. Đây vô đây coi thử có bánh không. Rồi thầy cúng đó. Đó, nghĩa địa đó. Địa đây cũng lâu không à. Cái chỗ này nói chung là hiện tại bây giờ là người ta không còn trâu nữa. Giờ quay viên. Giờ tìm có cái bánh không? Giờ lụm bánh ăn nha. Nước quá. Bánh đâu? Xèo vô rồi. Xin lầy không à? Đứng đứng đây nha. Xem phải có bánh không? Ít nghĩa địa thì khu này cũng ít nè, do là đây là xung quanh này cánh đồng thôi, hiện tại là họ không cho cho bánh đồng này vậy. Đứng hoài ấy, sao đi xin không, xin lầy không, xin lầy không cái nhẹ nó vô rồi đưa. Có cái mẻ xây thì có miếng đan nó cho nữa. Khám phá tâm linh. Vô đi. Vô. Tí kiệt coi thứ có gì hay tí kiệt sẽ quay. Nhưng người ta bảo thì cái nghĩa địa này cũng lâu rồi. Giờ hiện tại bây giờ thì không còn ai chôn nữa. Nước không giống thôi lại quẹo. Họ giờ đi chỗ khác. Chỗ này là còn một bãi đất trống.
phóng to lên. Xem nè. Giờ không có đường đi, giờ có đường đi thì kiểu quẹo quay thôi. Như thế nào? Thôi có gì hay không? Kiệt hôm nay cũng kết thúc rồi cái gì, chỗ này cũng chả có gì, chỉ có phần đất trống thôi.